giờ trong sành ri ăn thịt nướng. Nướng thịt vậy thôi muốn gì? Thịt á. Nhưng mà thịt bự quá à. Em cắt cho em đi. Cắn đi, mình kèo không? Anh cắn cho em đi. Đây. Sau đó mình sẽ ăn thôi. Nãy giờ mình quên cái nấm anh ơi. Nấm à? Cái nấm. Lát xào đi. Mình phải tập trung với cái đầu mỡ của cái thịt đó. Lái Dũng biết gì của Hàn Quốc mới ăn rồi. Salad, bỏ ống biến, salad vô, giòn giòn, cuộn lại với sốt tương pha sẵn, thật là cay, chúng ta chấm vào ăn, vừa giòn miệng, vừa đỡ ngán. Chúng ta sẽ bỏ vào thêm nấm này nữa. Thịt chấm miếng muối. Tôi làm thịt ngon lắm luôn. Siêu ngon. Ngon nha. Ngon, quá ngon, quá ngon. Con chủ dễ thì quá ăn gì nữa. Xúc chắc luôn. Xúc chắc ạ. Món này là món xúc chắc nha. Ừ, ngon lắm luôn. Vừa phải nhẹ nhàng, êm ái. Ngon quá. Em ạ. À. Viên tỏi xúc chắc. Ăn thử viên tỏi. Ăn xong rồi anh đừng có chê cái miệng em túi nha. Wow. Chỉ nói vậy thôi. Xin lỗi bạn. Tôi làm mà tôi phải tự khen. Hay quá bê quá. Hôm nay em thỏa mãn lắm luôn á. Anh biết, anh vừa biết là hôm nay đi ngày đó ăn gì đâu. Tại em bị quạo anh. Đói, em quạo. Siêu ngon. Thì không biết là em thấy cái nấm nó vô lắm nha. Nó bật chậm. Thấy mình ăn dữ đi. Quá ngon nha. Ngon quá à. Anh Tiền. Hồi nãy á, mình thấy cái bột á là 300g thịt bò, 300g thịt heo. Hay có nói anh Tiền nè, anh ấy có này nhiều lắm. Một người 200g thôi, đợi đủ rồi. Bỏ 1 triệu nước hết. Và kết quả là gì anh? Quả là một phần heo đi quanh ăn hết. Ngon quá à. Quả quá. Ngon quá à. Không quá. Cái này nó ăn hết rồi. I see. Em đặng chung với rau cho nó cắt không tới nổi đâu nhỉ. Đúng không? Các bạn nhìn đi, đâu còn gì đâu. Hết rồi. Bye bye cả nhà.